Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố các hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa mà không có sự đồng ý của Việt Nam là hoàn toàn sai trái, nhằm lên án việc các tập đoàn điện thoại di động của Trung Quốc đã hoàn thành việc lắp đặt và phát sóng ở quần đảo Hoàng Sa. Xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ sẽ tăng trong những tháng cuối năm nay là dự báo của truyền thông Việt Nam sau khi có tin Bộ Thương mại Hoa Kỳ giảm thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh của Việt Nam vào Mỹ. Mức thuế mới là 0,91% so với mức thuế hồi tháng 3 là 0,93% và giảm rất nhiều so với mức thuế trước đây là 6,37%. Lãnh tụ nhóm cực hữu ông Widers nói trước Ủy hội châu Âu rằng phong trào tị nạn hiện nay là chiến lược xâm chiếm châu Âu của nhà nước Hồi giáo IS và nhấn mạnh rằng Hà Lan phải có những biện pháp thích nghi với cuộc chiến này vì chúng đe dọa sự thịnh vượng an ninh, văn hóa và bản sắc của Hà Lan. Công ty máy tính Dell của Mỹ công bố đầu tư 125 tỷ đô la vào Trung Quốc trong 5 năm tới. Ông Michael Dell, tổng giám đốc nói rằng Trung Quốc là một trong những nơi có ngành công nghệ thông tin phát triển mạnh nhất thế giới và công ty của ông sẽ tuân thủ những nguyên tắc của Trung Quốc, hội nhập vào Trung Quốc và ủng hộ sự sáng tạo kỹ thuật và phát triển kinh tế của Trung Quốc.